Bốn máy kinh môn xin chào mọi người. Tiếp tục ngày hôm nay thì bốn máy kinh môn lại về thêm vài mẫu sedan loanh quanh trong tầm tiền từ 115 triệu đồng đây. Có sedan hạng C, có sedan hạng B, Toyota Vios này hay Ford Focus. Rồi Daihatsu Gentra từ 115 triệu đồng, các bác đã có một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi tránh mưa nắng đi chơi Tết rồi. Có những mẫu xe chúng ta chạy dịch vụ taxi kiếm thêm thu nhập cũng rất ok như Toyota Vios này. Ford Focus này. Số điện thoại liên hệ của em là 0354 152 888 nhé. Để chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Các mẫu xe này thì em có video chi tiết rồi này. Hai chiếc này có video chi tiết rồi này. Chiếc màu trắng thì tí em sẽ review kỹ cho các xem nhé. Đây, chiếc đầu tiên là chiếc Daihatsu Gentra 2009 này. Phiên bản số sàn động cơ 1.5, 115 triệu đồng các bác nhé. 115 triệu đồng các bác đã sở hữu chiếc Daihatsu Gentra 2009 này. 98H0462. Đấy, đăng kiểm đến tháng 5 tháng 5 nhé. Đăng kiểm tháng 5 nhé. Nội thất của em nó đây. Nội thất này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất này. Màn hình này. Khóa khiển này, trần này. Trần nỉ không nhá. Đấy 115 triệu đồng nhá các bác nhá. 115 triệu đồng các bác đã sở hữu em nó rồi. Máy móc ngoan, cột kèo zin. Không có đâm đụng, không có nước các bác nhá. Đấy, tiếp theo là chiếc Ford Focus 2009 này. Số sàn form mới, máy 1.8, không taxi dịch vụ các bác nhá. Xe gia đình sử dụng biển thủ đô. Đấy, chiếc xe còn giữ được keo chỉ zin đấy ạ. Đấy 185 triệu đồng. Đấy, cho chiếc Focus 2009 form mới đây nhá. 29A62718 này. Đấy, chiếc xe này thì còn rất là đẹp luôn, keo chỉ zin. Keo chỉ zin này. Đấy, nội thất của em quay qua các bác xem nhá. Rất tắp lô tắp đi này. Xe hạng C chạy rất là sướng luôn đấy, đầm chắc ngang với những dòng xe sang luôn. Trần nỉ này. Xe cam kết cho mọi người không lỗi nhá, máy số ngon, keo chỉ zin. Đây. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn đấy ạ. Gương kính nhìn nhận phanh ABS. 185 triệu đồng. Đồng 185 triệu đồng cho chiếc Vios 2010 này. Đây là biển thủ đô màu trắng ngọc trinh nhá. Đấy, chiếc xe độ full đồ rồi. Na thằng đúc này. Dàn nốp này. Dàn nốp này con này. Đây nội thất của em nó này. Tắp lô tắp đi này. Nội thất này có màn hình Android cam đùi đầy đủ rồi các bác nhá. Kính điện trần nỉ này. Đây hệ thống cung gầm của xe đây các bác nhá. Cung gầm xe này đó rất ok luôn. Rồi em sẽ cho mọi người tham khảo về phần khoang máy nhá. Đây, đây khoang máy này rất là sạch sẽ, máy ngon, số ngoặt không lỗi các bác nhá. Đấy, máy gầm rất chắc luôn nhá. Động cơ VVT-i 1.5. Đấy 185 triệu đồng. Đăng kiểm thì đến tận tháng 12 cơ ạ. Đấy mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn nhá. Số điện thoại 0354 152 888. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.